Chào bà con, mình tên là Lê Trung Thực, mình là một chuyên gia môi sinh. Mình đã hơn 15 năm sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý các cái môi trường cho quý bà con nuôi tôm, nuôi cá, ếch lươn. Thì hôm nay do cái điều kiện là chúng ta thấy cũng nửa năm, tức là thời tiết ở miền Nam có cái xu hướng là mùa mưa và bắt đầu từ nắng qua mưa hoặc là mưa dầm rồi trở lại nắng, vân vân. Thì đa số cái thực trạng ở trong miền Nam mà những bà con đang nuôi tôm thì khi mà mùa mưa xuống thì cũng có nhiều cái vấn đề đã xảy ra, ví dụ như là trống đường ruột, bị phân trắng, phân lỏng vân vân, và bị gan tụy đó. Thì tất cả những yếu tố đó rất là nhiều khi mà thời tiết mưa xuống, là đó là một cái hiện tượng mà chúng ta đang thấy. Thì hôm nay Trung Thực Trinh chia sẻ một cái phần nhỏ trong cái vấn đề mưa, mùa mưa này, và gần như là nó thành một cái đại dịch, và cũng như là tất cả những cái anh em nuôi tôm hình như là ai cũng gặp phải, đó là cái vấn đề về ký sinh trùng, cái con giardia hai tế bào. Như vậy thì cái ký sinh trùng á, nó có từ đâu, là nó như thế nào, con này ra làm sao, và nó làm ảnh hưởng như thế nào, và cái cách phòng ngừa cũng như giải pháp cho cái việc ký sinh trùng này thì làm sao, thì hôm nay chúng thật sẽ giải quyết cho quý bà con mình cái chủ đề này. Cái con ký sinh trùng này, như vậy chúng ta biết cái con ký sinh trùng này nó có làm ảnh hưởng như thế nào. Như vậy thì ở đây cái việc mà ký sinh trùng thì gần như là chúng ta ai cũng biết trong cái vấn đề nuôi. Tuy nhiên là cũng có một số bà con mình thấy cũng không để ý lắm, hoặc là cũng không biết luôn. Như vậy thì một số anh em mà nuôi công nghệ cao ao bạc thì rất dễ trong mùa mưa này và phát hiện thấy. Về cái biểu hiện của ký sinh trùng thì nó gây ra làm cho cái phân trắng hoặc là phân bị lỏng đi, rồi cái đường ruột nó bị xoắn, hoặc là cái đốt cuối á, chúng ta thấy nó có bị đứt khúc và nó có màu trắng, và chúng ta anh em thường gọi đó là bị mủ đó. Đó thì trên tôm á, thì nó nhợt nhạt và nó có triệu chứng như là chúng ta thấy là đục cơ như vậy đó. Chúng ta dở lên là cái cơ tôm nó màu trắng và có thể là nó cong thăng một phần nữa và đục cơ nữa đó, thì cũng có thể là đục cơ. Và con tôm thì rất là nhợt nhạt và nó không lanh, nó yếu và ít lột, và tốc độ phát triển thì chậm và ít lột nhá. Cái đó chúng ta thấy lột không đồng đều. Thì về mặt nước á, thì chúng ta thấy nước nó có màu xanh hay lợn cợn đó, hoặc là pH nó lớn hơn 7.8 đó. Còn chúng ta thấy khi mà chúng ta kiểm tra soi trên kính hiển vi đó, mà phóng đại khoảng là 40 lần trở lên đó, thì cái con giardia này nó tùy theo mức độ 1 cộng, mức độ 2 cộng và mức độ 3 cộng. Thì mức độ 1 cộng là mức bình thường, mức độ nhiễm 2 cộng là mức trung bình, và mức 3 cộng là cái mức mà chúng ta thấy là cao. Như vậy thì tất nhiên là cái mức độ 2 cộng nó trung bình, nhưng nó cũng đã làm ảnh hưởng đến tôm. Và chúng ta thấy là nếu như chúng ta không quản lý không kỹ thì nó cũng làm ảnh hưởng đến tôm rồi. Đó là cái việc con giardia ký sinh trùng hai tế bào này là như vậy. Như vậy thì các nguyên nhân mà nó xâm nhập nó có từ đâu? Như vậy thì chúng ta thấy cái con này á, nó ảnh hưởng là trực tiếp đến các quá trình nuôi như vậy rồi. Khi mà phát hiện ra tôm đó, thì nó có là nguồn nước và cái nguồn không khí. Đầu tiên phải nói đến là một cái hệ thống oxy chúng ta thiếu chưa đủ, chúng ta sụt oxy chưa đủ thì nó dẫn đến cái điều gì? Thứ nhất là nó làm cho các cái việc cái môi trường chúng ta về NO2 và NH3 nó chuyển hóa chưa đủ, và trong ao chúng ta sẽ có khí độc, và chúng ta đo nó sẽ có khí NO2 và có NH3. Chính những điều khí độc này nó làm ảnh hưởng đến cái quá trình quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ của tôm, làm tôm yếu đi, và cũng có những nơi bị cục bộ và làm cái điều kiện để con ký sinh trùng này nó phát triển. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi cái việc oxy, đảm bảo lúc nào cũng hơn 5mg trên lít thấp, và chúng ta sẽ nuôi mật độ thưa lại, chúng ta không trang bị đủ thì nó gây ra nhiều cái hiện trạng khác nữa, nhưng mà đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho con tôm nó yếu và cái ký sinh trùng và cái nơi ổ có thể năng để dễ phát triển. Một cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta thấy cái hiện tượng có hai mảnh hoặc là có hóc đinh thì nó bị phân trắng và ăn cái con đó, ta nghĩ là con tôm ăn đó và chúng ta dở nhá, chúng ta thấy nó có các cái con hai mảnh nó nằm trong nhá đó, thì hoặc là nó bám vào tất cả những các cái cây phao, rồi cũng như bám vào bạc vân vân,
hoặc là bám lên những cái cây chúng ta cầm ở trong ao hoặc là đường ống. Như vậy thì nó sẽ có hai mảnh đó, thì hoặc là ốc đinh đó, thì chúng ta thấy là nó lấy khoáng, và cũng như các cái con này lấy khoáng rất là lớn và làm cho con tôm mình nó yếu đi, và chúng ta cung cấp khoáng thì gần như là chúng thực thấy chúng thực nuôi đó nó có cái con đó. Thì nhà bạc là những anh em phát hiện có con đó thì hình như là 100% nó bị phần trắng, hoặc là cái đường ruột rất yếu, hoặc là gan ruột rất yếu, kể cả chấm đường ruột anh em nói là không có nuôi được, cho nên phải chuyển ao. Hoặc là đối với ao quảng canh hoặc là ao công nghiệp không có chải bạc đó thì chúng ta phải thả cua vào để cho nó giải quyết con hai mảnh này. Và chúng ta thả cua trước, cố gắng làm sao chúng ta cắt thức ăn, chứ không thôi cua nó cũng ăn cái thức ăn của chúng ta mà nó không ăn con hai mảnh này. Còn đối với cái ao bạc thì chúng ta phải sang ao thôi. Trong khi mà chúng thực sang ao đó, để ý thấy rất gò đó là khi mà cái con hai mảnh trong cái ao bạc đó, chúng ta đánh tăng kiềm nó rất là khó lên, con tôm tạt vào nó rất là ít lột, nó không có lột. Nhưng mà khi chúng ta sang ao thì kiềm rất là tốt, lúc nào cũng có thể là 140. Cái cách tăng kiềm ví dụ như chúng ta sử dụng bi cạt, hoặc là chúng ta sử dụng những cái phán đa vi lượng, hoặc là băng đêm chúng ta bổ sung một ít CaO thì nó cũng có thể là lên kiềm tốt khi cái môi trường nó ổn định. Tuy nhiên nếu chúng ta làm như vậy đối với ao có con hai mảnh hay là ốc đinh là rất là vất vả, và nó không có kiềm, không cao lên được, không lên được, đồng nghĩa với cái việc con tôm chúng ta nó cũng vỏ, quá trình tạo vỏ vân vân, một số các yếu tố khác nó cũng rất là yếu ớt và nhạt nhạt, và con tôm rất là chậm lớn và có khả năng là bệnh, gây bệnh rất là nặng và chết đi. Rồi một cái yếu tố nữa đó là do cái việc cái ao lắng hoặc là cái ao sẵn sàng của chúng ta đó, chúng ta tạo ra những cái tấm dít dắt. Và khi mà cái tấm dít dắt đó lâu ngày thì nó không được vệ sinh, nó là một cái nơi ổ để chứa những cái con hai mảnh, hoặc là cái ổ điều kiện tốt để cho con ký sinh trùng phát triển, và chúng ta khi lấy nước vào thì chúng ta xử lý không triệt để và nó dẫn đến là sẽ có cái hai mảnh này, dẫn đến sẽ có con ký sinh trùng đi vào trong ao của chúng ta, và cái nước, chất lượng nước của chúng ta cũng giảm đi. Như vậy thì để khắc phục cái trường hợp đó thì chúng ta cũng phải vệ sinh 6 tháng, thường ao công nghệ cao chúng ta phải vệ sinh. Chúng ta phải đánh cái lượng CaO khoảng 500 đến 800 kg trên 1 mét vuông để đảm bảo các cái ao lắng hoặc là ao sẵn sàng của chúng ta nó cũng phải sạch, nó không có là cái ổ chứa những cái ký sinh trùng hoặc là chất dơ. Ngoài ra thì định kỳ có thể là 1 tháng hoặc là 15 ngày chúng ta có thể pha với F200 hoặc là Snail để chúng ta tạt ở cái tấm trắng này. Để nó lan tỏa ở cái khu vực đó thôi. Các cái con ốc đinh hai mảnh nó sẽ chết ở cái khu vực đó và đảm bảo là an toàn và không có nơi trú ẩn cho cái ký sinh trùng hay là cái vật chủ trung gian, hoặc là cái nơi để làm cái ổ rất nguy hiểm, hoặc là lấy khoáng hết trong cái quá trình chúng ta nuôi. Hoặc là chúng ta cũng có thể thả cua. Đối với cái ao lắng chúng ta có thể thả cua để nó dọn từ từ cái sạch cái môi trường của chúng ta. Một cái nữa đó thì nước cấp vào thì chưa thấy, chúng ta thấy quản lý cũng chưa tốt. Nước cấp vào ở đây đối với cái ao nuôi công nghệ cao thì gần như các quá trình thay đổi nước cũng như là các quá trình mà si phong chúng ta luôn luôn diễn ra, và chúng ta làm rất là nhanh, và cũng như là chúng ta cần phải thay đổi nhiều cái lượng nước, hoặc là chúng ta trao đổi trong ngày. Rồi chúng thực muốn chia sẻ thêm đó là các quá trình quản lý nước trong ao nuôi của chúng ta. Đó, các quy trình quản lý nước. Nếu mà trong ao nuôi của chúng ta quản lý nước không tốt, tảo lên nhiều, nước màu xanh, và trong ao chúng ta có một số các cái vật chủ trung gian. Nhưng nếu như mà chúng ta quản lý tốt thì cũng có thể nó vật chủ trung gian, ví dụ như mình nó có hai mảnh hay ốc đinh, hoặc là có cá, nhưng chúng ta quản lý tốt, chất lượng nước tốt thì cũng có thể không phải là cái ổ để cho con ký sinh trùng này nó phát triển. Cho nên là chúng ta cần phải trong ao chúng ta cần phải quản lý bằng cái chất lượng nước, chúng ta phải quản lý được là cái màu trà, quản lý được pH luôn luôn khoảng 7.5-7.6 để chúng ta kiểm soát cái tảo và không cho cái màu xanh nó lên quá nhiều và không cho đậm, hoặc là chúng ta có cái quá trình chúng ta thay nước như thế nào. Chúng ta có thể là nếu mà thay một ngày 20% không được thì 30% hoặc 40% để chúng ta quản lý cái tảo không cho lên quá cao và cái nước chúng ta luôn luôn sạch trong. Nếu như
chúng ta không có những cái thuốc đặc hiệu để trị thì chúng ta cũng có được cái nước sạch và cái con ký sinh trùng này không còn điều kiện để phát triển. Con tôm của chúng ta cũng rất là khỏe mạnh. Nếu như mà chúng ta đã có như vậy mà chúng ta ngừa chưa được thì chúng ta trị thì sao? Đối với ao bạc mà chúng ta để lâu thì rất là khó trị và nó rất là chậm lớn và nó có hao. Như vậy thì thông thường người ta chia ra nhiều giai đoạn để nuôi, tức là 20 ngày hoặc là 25 ngày chúng ta sang thì cái ao chúng ta được vệ sinh sạch sẽ và đó là cái điều kiện tốt để ký sinh trùng không phát triển. Và cũng như qua cái ao mới, giả sử như còn một lượng ít thì chúng ta cũng trị hoặc là quản lý hoặc là xài thuốc hoặc là chúng ta cho ăn, nó cũng rất là dễ dàng. Đó là cái điều kiện mà chúng ta phải sang tôm qua. Thường thường là những anh em đang nuôi kinh nghiệm lâu năm, người ta một tháng sang lần. Nhưng mà ví dụ trong ao đất không sang được thì chúng ta cũng phải biết cái điều kiện chúng ta nuôi phải thưa. Và cái mùa mưa này chúng ta phải quản lý kỹ và chúng ta cho ăn ngừa. Cái F100 định kỳ 5 ngày một lần và chúng ta phải ăn định kỳ với F100 này. Bây giờ đối với ao bạc mà chúng ta giả sử như chúng ta phát hiện ra bệnh thì chúng ta phải làm sao? Thì Trung Thực xin chia sẻ là chúng ta phải chuẩn bị cái hướng là chúng ta phải sang ao. Và trước khi sang ao thì chúng ta phải diệt bằng gu đô để cho nó sạch các cái mầm bệnh trong cái ao của chúng ta, 1 kg cho 1.000 mét khối. Và chúng ta cho ăn F100 liều là 15ml trên ký gram thức ăn, chúng ta cho ăn 2 ngày. Rồi sau đó là chúng ta sẽ sang tôm qua ao mới. Như vậy thì khi sang tôm qua ao mới đó, khoảng 4 đến 5 ngày khi tôm nó khỏe, nó phục hồi lại. Rồi đó là chúng ta tiếp tục, chúng ta cho ăn 2 ngày liên tục và ăn 15ml. Đó, như vậy thì chúng ta đi test kiểm tra lại. Thì chắc chắn là nó sẽ hết cái con gigagin này, ký sinh trùng này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng không quên rằng khi mà nó đã có bệnh á, nó đã có nhiễm cái con ký sinh trùng này đó, thì con tôm nó cũng rất là yếu. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung cái UH Formuler và Anomin hoặc là Superbit, tất cả bộ ba gan ruột thì chúng ta cũng phải sáng gan và chiều ruột để chúng ta tăng liều lên và khoảng là 20 đến 30ml trên ký gram thức ăn. Tại vì lúc này con tôm còn nhỏ hoặc là con tôm đang bệnh, các cái dinh dưỡng của cái con ký sinh trùng này nó lấy rất là nhiều và con tôm của chúng ta nó đã yếu và cái quá trình lột vỏ hoặc là cái quá trình phát triển nó cũng đã chậm đi. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung cái lượng dinh dưỡng này nó khoảng gấp 3, gấp 4 lần so với cái điều kiện là tôm phát triển bình thường. Đó là cái điều kiện chúng ta trị và phải quyết liệt như vậy thì nó mới phục hồi lại và không có bị hao nhiều đối với cái việc mà chúng ta sang ao. Và con tôm của chúng ta nó rất là khỏe mạnh và nó phục hồi gan ruột là rất là nhanh. Một số các cái lưu ý trong cái mùa mưa và cũng như là các cái quá trình điều trị và một số cái giải pháp phòng ngừa cho với bà con về cái con gigagin này đối với ao đất hoặc là ao công nghệ cao. Thì chúc cho quý bà con mình quản lý được ao nuôi hoặc là chọn cái mật độ nuôi phù hợp để mà chúng ta ngăn ngừa được các cái mầm bệnh trong cái điều kiện trong mùa mưa. Xin thành cảm ơn.